Em nghĩ về cái gì đó, cái bài hát, nhẹ nhàng, tức là tất cả những gì mà anh và anh Nam sắp nói em không cần quan tâm. Có cái bài báo nói với chị thì chị là có tên là Võ Ngọc Dầu, 48 tuổi, hưởng dương 48 tuổi vào năm 2013 và công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị sát hại một cách dã man ngay tại bệnh viện này. Thì anh muốn gặp chị Võ Ngọc Dầu, 48 tuổi. Em nhắm mắt lại được không? Em ngồi bình tĩnh. Cái tay thôi, cái căng như vậy, cái chữ này, căng này. Anh mới biết là có gì vừa xảy ra hay không? Em căng này giúp anh. Đưa cái tay tàn tay em ra bên ngoài. Ra bên ngoài, đứng ngồi, căng ra. Anh có thể để tự cụ nhỏ vào, cho nó có thể thông báo. Tại vì anh thấy là đang rất buồn, đang rất buồn. Đúng vậy. Gì vậy? Có việc gì không ra anh? Em thấy có đấy. Hình như cái mày đó. Đâu, có gì đâu. Ủa, em soi flash lên trần nhà. Không để ý, được không? Chúng ta tiếp tục công việc đi. Thank you.